Ok, à xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì do là hôm qua em có một cái chuyến đi công tác ở miền Tây nên không kịp cái thời gian về để mình làm một cái video phân tích dành cho anh chị nhà đầu tư ha. Bởi vì anh chị biết là làm một cái video ấy nó phải cần một cái khoảng thời gian tương đối nhiều. Em phải dành một cái thời gian rất là kỹ để em nhìn lại cái thị trường và em phân tích những cái vận động của cổ phiếu bên trong. Thì em mới lên một cái sườn, lên một cái dàn ý để em phân tích và em nói lên được những cái hành vi của tổ chức ở trong một cái video đấy. Và ngày hôm qua cái quỹ thời gian nó không có đủ, tại vì khoảng 10 giờ tối em mới về đến nhà. Thì đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với video phân tích về thị trường ha, cũng như là video phân tích về những cái mã cổ phiếu. À, liệu cái mã cổ phiếu mà anh chị mình đang nắm giữ ấy, nó như thế nào, và những mã cổ phiếu mới ấy, liệu có còn điểm mua hay không. Thì cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách và đi phân tích những vấn đề như thế ha. Đấy, thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em ha, kênh VSY Stock. Thì kênh của em hỗ trợ những chị nhà đầu tư về chứng khoán đó. Thì hiện tại anh chị mình thấy một cái phiên giao dịch ngày hôm nay của thị trường chung ấy, nó cũng vô cùng ảm đạm luôn, một cái phiên giao dịch hầu như là rất là chán nản. Đó là một cái tình trạng chung trong những phiên gần đây của thị trường ha. Đấy, thì nhìn chung qua cái vận động của thị trường ấy thì nó vẫn đang trong một cái giai đoạn mà tích lũy thôi. Thì cái biên độ tích lũy của thị trường trong một cái nền tảng đâu đấy gần khoảng một tháng, anh chị mình đếm xem 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12 này, 14, 16, 18, thì nó đã đến 18 phiên từ cái ngày đầu tiên của phiên tích lũy là cái ngày mà 18 tháng 2 ha. Thì bây giờ anh chị mình nhìn vào cái lịch mình đã thấy đây là ngày 15 mà nó còn khoảng 3 phiên nữa thì nó đã rơi vào ngày 18 tháng 3, thì nó tròn một tháng thị trường đi trong những cái biên độ sideways tích lũy quanh những cái vùng biên độ từ 1.150 đến cái vùng 1.200 đó. Thì đấy, khi mà thị trường nó có những vận động tích lũy như thế thì cái chiến lược nào cho những chị nhà đầu tư mình thì cái đó chính là cái phần mà quan trọng nhất trong những cái chiến lược mà em đã dành cho cái hệ thống khách hàng của em ha. Thì trong một cái xu hướng ngắn những phiên gần đây ấy, thì anh chị mình thấy rằng là thị trường nó có 3 phiên tích lũy này, đây cái 3 phiên tích lũy gần đây nhất với một cái biên độ dao động rất là hẹp, anh chị mình thấy không, một cái biên độ dao động cực kỳ hẹp của những phiên dao động của thị trường đó. Thì hôm nay cũng là một cái phiên test cung ha. Thì thị trường tiếp tục có những cái phiên test cung, thì thông thường mà những cái phiên test cung như thế nó vừa là những cái cơ hội cũng như nó sẽ vừa là những cái thử thách dành cho những chị nhà đầu tư ha. Bởi vì mình nếu như mà anh chị mình đã xem video của em đủ lâu ấy, thì thông thường sau những phiên test cung này với khối lượng tương đối như thế này thì thị trường sẽ có những cái điểm mà nó bứt phá ở trong cái giai đoạn mà sáng ngày mai nha. Nếu như mà tối nay cái chỉ số của Dow Jones ấy, mà nó đồng thuận, nó tăng đâu đấy khoảng 100 200 điểm thôi, thì ngày mai thị trường sẽ rất là dễ có những cái nhịp mà nó hưng phấn ở đầu phiên sáng. Thì khi mà thị trường nó có những nhịp mà hưng phấn ở đầu phiên sáng ấy, hoặc chí ít là nó mở gấp up ấy, thì anh chị mình không nên lao vào mua đuổi nha, mà mình phải từ từ mình bóc tách xem liệu cái gấp úp như thế này nó có một cái lực cầu vào đủ lớn hay không, thì đó chúng ta mới có những quyết định chúng ta xem xét tham gia nha. Đó, còn nhìn chung về thị trường ấy thì không thường mà thị trường nó có những nhịp tích lũy như hiện tại này, tích lũy đâu đấy những cái vùng gần khoảng một tháng ấy, thì nó vừa là cơ hội và nó cũng vừa là một cái thử thách dành cho thị trường chung mà. Thì cái cơ hội nó là như thế nào, bởi vì anh chị cũng biết rằng là 80% các vận động cổ phiếu trên thị trường nó sẽ vận động theo cái yếu tố của thị trường chung. Thì khi mà thị trường chung nó tích lũy như thế này ấy, nó cũng sẽ là một cái cơ hội cho các mã cổ phiếu trên thị trường nó sẽ vận động tích lũy theo. Thì khi mà cổ phiếu anh chị biết là cổ phiếu mà nó vận động tích lũy ấy, thì khi đó sẽ có những cái điểm mua để cho anh chị mình tham gia đó. Bởi vì sao mà, tại vì sao mà những cái vùng tích lũy là những cái vùng mà nó sẽ xuất hiện những cái điểm mua để cho anh chị mình vào? Bởi vì theo một cái phương pháp phân tích của em ấy, là một cái phương pháp phân tích theo những cái yếu tố chuyên sâu về dòng tiền, đặc biệt là những cái yếu tố về volume khối lượng, thì tại những vùng tích lũy như thế sẽ là những cái vùng mà các tổ chức họ gom những cái lượng hàng cho những cái dư địa và những cái chiến lược ở phía sau ha. Đó, bởi vì một cổ phiếu mà nó có xuất hiện những cái mẫu hình mà nền tảng dài thì cái cơ hội và cái giai đoạn mà được bứt phá ở giai đoạn sau là cực kỳ lớn nha. Bởi vì đấy là những cái giai đoạn mà tổ chức cũng như là đội lái họ thu mua mà họ gom được những cái lượng hàng. Khi mà họ gom đủ những cái lượng hàng ấy, thì cái lượng cổ phiếu trên thị trường nó sẽ trở nên khan hiếm. Thì khi mà cổ phiếu khan hiếm thì anh chị cũng biết cái lực cung mà nó nhỏ hơn cái lực cầu thì giá cổ phiếu sẽ tăng. Thì nó rất là đơn giản, khi mà tổ chức họ gom xong những cái lượng hàng cổ phiếu trở nên khan hiếm thì họ sẽ đổ tiền vào, họ đánh cổ phiếu lên nó rất là đơn giản nha. Và cái vấn đề mà anh chị mình phân tích và mình nhận định được cái đâu là cái vùng mà tổ chức họ gom hàng thì anh chị phải có một sự trải nghiệm đủ lâu trên thị trường, hoặc là mình phải có những cái bổ sung thêm kiến thức thì mới hiểu hơn những cái vấn đề đấy. Còn ở đây em chỉ nói những cái yếu tố về cơ bản để cho chị mình nghe và mình biết đó. Còn để bóc tách chuyên sâu hơn ấy, thì anh chị phải cần trải qua những cái khóa học. Thì ở trong cái khóa học của em ấy, cái buổi mà em xác định được cái bốn bí mật bốn giai đoạn làm giá của cổ phiếu ấy, thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về những cái yếu tố và những cái hành vi của tổ chức. Thường ấy, các tổ chức họ cũng tương tự như mình thôi, thì một cổ phiếu nó cũng có bốn chu kỳ
tích lũy, đẩy giá, phân phối và đẩy giá. Con người chúng ta cũng vậy, sinh, lão, bệnh, tử, đó. Một cổ phiếu này nó cũng tương tự như thế ha. Và các tổ chức trên thị trường ấy, 70% là sự tham gia của các tổ chức ha. Đó, thanh khoản của thị trường một ngày, 30% là sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân. Vì thế, các tổ chức sẽ là những người mà họ chi phối cái yếu tố về tăng giá hoặc đè giá. Chi nói cụ thể hơn ấy, là họ là những người mà họ sẽ điều khiển cái vận động của thị trường chung ha, cũng như là cái vận động của tổ chức của cái cổ phiếu. Đó, anh chị thấy này, một cổ phiếu thì có 4 chu kỳ, tích lũy, đẩy giá, phân phối và đẩy giá. Đó. Và cái vùng tích lũy là gì? Vùng tích lũy là nơi mà tổ chức họ thu mua một số lượng lớn cổ phiếu. Đó, anh chị phải hiểu những vấn đề như thế này. Thường những vùng tích lũy ấy, là những vùng cổ phiếu hoặc là yếu tố thị trường chung ấy sẽ quay đi ngang, cổ phiếu không rõ xu hướng tăng hay giảm. Thường chúng ta sẽ rất là khó chúng ta kiếm được lợi nhuận ở trong cái giai đoạn này. Và anh chị mình thấy là cái giai đoạn hiện tại ấy, cái biên độ lợi nhuận sẽ rất là khó khăn ha. Đó. Và đó là những cái giai đoạn và ý nghĩa của những vùng tích lũy trong cái khóa học của em ấy. Thì em sẽ giảng dạy cho chị mình về những cái vấn đề này để chúng ta phải nắm bắt nó thật kỹ và nắm bắt nó phải một cách chính xác nhất thì mình mới áp dụng trong cái những quá trình đầu tư thành công. Thậm chí anh chị mình nghe những cái kênh YouTube khác ấy, họ nói là thị trường hiện tại đang tích lũy này, nhưng mà anh chị không biết tích lũy là gì đâu, mình không biết cái ý nghĩa của tích lũy là gì, hoặc là mình không biết cái hành vi của tổ chức trong những cái giai đoạn tích lũy là gì, thì mình cũng rất là hoang mang, mà mình không biết liệu đây có phải là tích lũy đẩy lên hoặc là tích lũy nó gãy hay là tích lũy tăng giá gì đấy, mình đâu biết được đâu, đúng không? Đó, thì vì thế chúng ta phải nắm được cái ngọn ngành và cái gốc nguồn của một cái giai đoạn tích lũy là gì. Thì cái phương pháp VSA này nó là thực sự nó là ông tổ của cái phân tích kỹ thuật, nó là cái cốt lõi, là cái gốc của phân tích kỹ thuật luôn. Thì những cái chỉ báo là MACD hay là Fibonacci gì đấy, nó chỉ dựa trên giá và khối lượng để nó lập trình nên những cái chỉ báo như thế đó. Và cái phương pháp của em ấy, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách trực tiếp và thực tiễn những cái vấn đề mà về giá và khối lượng ở đây. Mình không cần phải dùng những chỉ báo, bây giờ khi mình dùng chỉ báo ấy, mình sẽ rất là bị động, mình không hiểu vì sao chúng ta mua, chúng ta phải chờ cắt lên này, mà chúng ta mua cắt xuống chúng ta bán, thì như thế nó không phải là đầu tư, như thế là chúng ta rất là bị động trong những quá trình mà chúng ta mua bán ha. Còn ở đây anh chị biết là những vùng tích lũy cổ phiếu ấy. Hôm trước em nói với chị rất nhiều nhưng mà cổ phiếu, đúng không, nhưng mà cổ phiếu là ACB này đó, thì những cái vùng mà cổ phiếu tích lũy ấy, sẽ những cái vùng mà tổ chức họ thu mua lại những cái lượng hàng, khi mà họ thu mua lại những cái lượng hàng đó ấy, và những cái vùng tại những vùng tích lũy ấy, nó sẽ tạo những cái tâm lý chán nản cho nhà đầu tư. Anh chị nào chán ấy, thì cứ bán ra, tổ chức họ sẽ mua lại, khi mà họ mua đủ hết những cái lượng hàng, cổ phiếu trở nên khan hiếm, thì cái quá trình mà họ đẩy giá sẽ rất là nhẹ và họ không gặp những áp lực bán đó. Thì đó là những cái quá trình mà em phân tích cho anh chị mình để chúng ta cùng nhau nắm bắt ha. Và đối với hiện tại của thị trường ấy, những vùng tích lũy như thế này nó sẽ là một cái cơ hội để cho thị trường bứt phá vượt những vùng đỉnh 1.200 ở trong những cái giai đoạn tiếp theo ha. Tại vì chị mình biết rằng là cái chỉ số chứng khoán Mỹ ấy, chỉ số Dow Jones ấy, thì bây giờ nó ngày nào nó cũng đi tìm đỉnh mới, nó vượt những vùng kháng cự đỉnh rất là lâu rồi à, mà chỉ số VN của chúng ta ấy, cứ lanh quanh những vùng ao làng như thế này thì nó không hay. Và cái yếu tố quan trọng nhất để mà nhà tạo lập họ quyết định là đánh lên hay không ấy, ở bây giờ ấy, không phải là yếu tố về con người, không phải yếu tố về dòng dẫn, hay là không phải yếu tố về cái cổ phiếu, mà nó nằm ở những cái yếu tố khách quan bên ngoài. Đó là những cái yếu tố gì? Những yếu tố về dòng tiền cũng như là thanh khoản của sàn hâu à, bởi vì những cái yếu tố hiện tại ấy, cứ 15.000 tỷ là bị tắc nghẽn lệnh, giao dịch đến 600-700 triệu cổ phiếu là bị tắc nghẽn lệnh, thì nó sẽ, đó là một cái nút khắc cực kỳ quan trọng mà những người bộ sậu của thị trường chứng khoán cũng như là bộ tài chính phải gỡ cái nút khắc này để cho cái vận động thị trường nó trở nên trơn tru hơn và nó trở nên thông thoáng hơn đó. Thì như thế nó mới tốt, nó mới phù hợp với những cái vận động mà tổ chức họ muốn tạo lập à. Đấy, thì đó là cái mà trở ngại lớn nhất đối với những anh chị nhà đầu tư cá nhân cũng như là những cái đội lái trên thị trường hiện tại cũng đang rất là khó khăn cho những quá trình giao dịch, đúng không? Đó. Và khi mà nó có những cái biên độ và nó dao động như thế, chúng ta phải thích ứng kịp thời với cái vận động thị trường và chúng ta phải lên những cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp ha. Đấy, đối với cái rương bánh hàng của em ấy, thì tùy theo cái vận động thị trường em sẽ có những cái chiến lược khác nhau. Chúng ta không thể nào mà chúng ta bắt thị trường vận động theo đúng như những kịch bản chúng ta đưa ra, mà ngược lại chúng ta phải vận động thích ứng theo cái vận động của thị trường luân chuyển như thế nào, thì chúng ta phải đưa ra những cái chiến lược phù hợp đó. Thì những cái vùng mà tích lũy như thế này này, thì trong quá khứ nó cũng đã có một vài lần xuất hiện. Thì sau những cái vùng tích lũy qua những vùng kháng cự đỉnh ấy, thì nó sẽ có những nhịp mà nó bứt phá cực kỳ mạnh nha, bởi vì sau những vùng tích lũy như thế này cổ phiếu sẽ trở nên khan hiếm hơn, và những vùng tích lũy với những khối lượng trung bình ở đây ấy, thì sẽ là một cái tín hiệu cực kỳ tốt nha đó. Ở một góc độ của em ấy, thì em kỳ vọng thị trường tích lũy sẽ có những yếu tố mà nó bứt phá giai đoạn tiếp theo. Khi mà bứt phá thị trường sẽ rơi vào những cái giai đoạn mà chạy nước rút, thì khi đó cái cơ hội mà chúng ta sinh lãi sẽ rất là lớn. Cho nên bây giờ chúng ta phải có những cái sự chuẩn bị rất là mạnh mẽ và chuẩn bị những cái danh mục cho nó chi tiết. Thì ở đây em sẽ lấy một cái ví dụ cho anh chị mình thấy này. Thì ở những năm 2013 ấy, thị trường cũng đã xuất hiện những cái biên độ dao động tích lũy quanh những vùng kháng cự, và sau đó nó có những yếu tố mà nó bứt phá cực kỳ mạnh mẽ ha. Đây này, chúng ta sẽ mặt lớn hơn ha.
Trước đó thị trường là trong một cái pha uptrend nha anh chị. Đó, mình thấy này, sau cái pha thị trường tăng lên này, gặp kháng cự đỉnh trước này, nhìn thấy không, vùng kháng cự đỉnh trước này. Đó, thị trường có những xu hướng tích lũy lại này, thì những cái vùng tích lũy của nó ở đây này, đó. Sau khi mà những vùng tích lũy như thế này, cái tâm lý nhà đầu tư rất là chán đúng không? Đó. Khi mà nhà đầu tư mình chán mảng mình bán ra thì tổ chức họ thu mua lại những cái lượng hàng. Khi mà họ mua đủ những cái lượng hàng thì họ sẽ có những quá trình mà họ đánh lên, thì cái quá trình mà họ đánh lên ấy, nó sẽ chạy cực kỳ nhanh nha, và nó không cho những chị nhà đầu tư cá nhân đu bám trong cái giai đoạn mà đẩy giá như thế này, buộc anh chị mình phải tham gia, phải mua lại những vùng giá cao hơn, hoặc là có thể mình đu ngay những vùng đỉnh đó. Thì đó những yếu tố mà anh chị mình phải quan tâm ở trong cái giai đoạn hiện tại ha. Đấy, và em sẽ lấy một vài cái ví dụ cho anh chị mình thấy rằng là vì sao mà khi mà tổ chức họ tích lũy, họ gom hàng, cổ phiếu thì trở nên khan hiếm, và khi mà họ gom đủ những lượng hàng ấy, quá trình họ đánh lên sẽ rất là nhẹ. Thì trong những cái quá trình mà về cuộc sống cũng như thế, ví dụ như anh chị mình có hai cái bình cổ đi, thì khi mà anh chị mình đập bể hết một cái bình cổ thì chúng ta còn một cái bình cổ, thì cái bình còn lại nó sẽ trở nên khan hiếm và cái giá của nó sẽ được đẩy giá cao hơn. Thì nó cũng tương tự như thế đó, chị mình biết không, những vấn đề mà thị trường ấy thì nó cũng lặp đi lặp lại những quá trình vận động tương tự như trong cuộc sống của chúng ta ấy. Thì khi mà một cái vật giá hay là một cái yếu tố nào đó nó trở nên khan hiếm, thì chỉ cần những cái lực cầu mà nó đủ lớn, nó sẽ đẩy giá những cái vật chất cũng như là những cái yếu tố đấy nó tăng lên khá là mạnh mẽ đó. Thì đó cũng là những vấn đề mà chúng ta cùng nhau bóc tách trong cái vận động của thị trường thôi à. Cho nên em muốn anh chị mình ấy, khi mà mình đầu tư, mình phải hiểu thật kỹ cái vận động thị trường, thì cái quá trình đầu tư của chúng ta ấy, nó mới tốt. Còn anh chị mình đầu tư lan man, mình đầu tư theo những cái cảm xúc à, thị trường tăng thì mua, giảm thì bán, hưng phấn hoặc là lo sợ, thì em chắc chắn một điều là sớm muộn thôi, anh chị cũng sẽ rời bỏ rất là sớm về cái vận động thị trường chứng khoán này. Tại vì thị trường chứng khoán ấy, nếu như mà chúng ta có kiến thức ấy, anh chị mình sẽ kiếm lãi rất là dễ. Nhưng mà anh chị mình không có kiến thức ngược lại ấy, mình sẽ rất là khó khăn trong những quá trình đầu tư, hoặc là em chưa nói đến những cái quá trình mà anh chị mình sẽ thua lỗ cực kỳ nặng trong chứng khoán ha. Rất nhiều nhà đầu tư chết vì chứng khoán, cũng có rất nhiều những chị nhà đầu tư kiếm lãi mua nhà mua đất vì chứng khoán. Thì nó chỉ là một cái ranh giới ở một cái vùng đó là kiến thức thôi đó. Thì đó là những cái ranh giới giữa người chiến thắng và người thất bại ha anh chị ha. Tiếp theo ấy, giai đoạn tích lũy hiện tại của thị trường này, vì sao mà em nói nó là một cái yếu tố về thử thách à? Từ thử thách ấy là vì giai đoạn hiện tại này, hiện tại là cái giai đoạn mà cái cơ hội sinh lãi của nhà đầu tư ấy, nó rất là hạn chế và nó thực sự là nó tương đối khó khăn. Anh chị mình cũng biết giai đoạn này ấy, không phải chúng ta mua mở nào cũng thắng, nó khác hoàn toàn so với giai đoạn trước nha. Nếu mà giai đoạn trước ấy, giai đoạn mà trong quá trình mà chạy nước rút của cổ phiếu ấy, thị trường nó tăng liên tục ấy, thì 80% cái mã cổ phiếu anh chị mình mua nó đều tăng cả. Ngược lại trong hiện tại nó đang tích lũy, thì cổ phiếu chúng ta phải phân tích và nó đòi hỏi một cái chuyên môn cũng như là một cái yếu tố kiến thức của nhà đầu tư rất là lớn nếu như mà chị muốn kiếm lãi trong giai đoạn hiện tại à. Chứ anh chị mình đánh lan man ấy, thì mình sẽ không bao giờ có lãi được. Có phải anh chị mình đang mua mã này, mình bán mã này, mình mua mã khác, là mình cổ phiếu của mình vừa bán ra thì nó lại tăng à, đứng núi này trong núi nọ. Đó là cái lý do mà chúng ta không đi đúng cái vận động của dòng tiền à, chúng ta không hiểu về cái vận động của cổ phiếu, thì anh chị mình sẽ đánh rất là lan man. Cổ phiếu đã tăng rồi anh chị mình nhảy vào mua thì mình ăn ngay cái nhịp chỉnh, mà cổ phiếu đã chỉnh rồi anh chị mình bán ra thì là ngay đấy nó vòng lên à, hoặc là cổ phiếu mà đã tích lũy quá đủ ấy, tâm lý anh chị mình chán nản ấy, mình vừa bán ra là hôm sau nó lại tăng. Như ở SHB này, một cổ phiếu đang trong một cái giai đoạn tích lũy, trong quá trình mà nó tích lũy với những yếu tố kiệt về cung, kiệt về cung là một cái yếu tố tích lũy cực kỳ tốt, nó cho thấy là cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân ấy nắm giữ không còn nhiều, và tổ chức họ đây những phiên họ test cung này đó, anh nhìn biết những phiên test cung ấy đó, và những cái phiên mà nó kiểm tra cái lượng cung cầu thành công, thì sau những phiên test cung với khối lượng khắp như thế này ấy, nếu như mà anh chị nào không hiểu về kỹ thuật phân tích ấy, mà rất là dễ bán ra trong những phiên thế này, thì hôm sau cổ phiếu lại tăng ầm 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 đó. Chị thấy không, bán ra những vùng mà 16.5 16.7 gì đấy của SHB này, mất ngay 15-16%, thì nó sẽ rất là đáng tiếc cho những quá trình mà anh chị đầu tư ha. Đấy, cho nên cái giai đoạn mà thị trường tích lũy như thế này ấy, em đánh giá sẽ rất là khó khăn, và mình phải có một cái chiến lược nó đủ và nó đúng, hoặc là anh chị phải có một cái hệ thống khách hàng hỗ trợ mình nó chuyên sâu à, phân tích cho mình đúng những cái vận động của thị trường thì mình mới kiếm lãi được. Thì đấy, anh chị mình quan tâm ấy, thì mình có thể về cái hệ thống khách hàng của em, thì ở đây em sẽ hỗ trợ anh chị mình trong những cái quá trình đầu tư tiếp theo ha. Anh chị mình chỉ cần về công ty chứng khoán VPS mình mở tài khoản, hoặc là mình liên hệ cho em sẽ hỗ trợ mình với những cái thông tin nó chi tiết hơn. Thì với cái video của em ấy, anh chị có thể vào cái phần mô tả ấy, thì ở trong đây em đã có rất là nhiều những cái thông tin mà anh chị có thể mình xem qua, ví dụ như là có thể là đăng ký khóa học này ấy, hoặc là anh chị có thể mở tài khoản qua những cái thông tin của em. Thì khi mà anh chị mở tài khoản hoặc là mình đăng ký khóa học ấy, thì cái thông tin liên hệ của em ấy, anh chị mình có thể mình đây là cái thông tin liên hệ của em, mọi người có thể kết bạn Zalo, đó là số điện thoại 0974046220, hoặc là trên góc phải màn hình ấy, em có để cái thông tin cá nhân ấy, mọi người có thể liên hệ à, em sẽ hỗ trợ anh chị mình trong những cái quá trình đầu tư ấy. Nếu như mình không có kiến thức thì mình phải cần có một cái hệ thống khách hàng đầu tư cho nó đủ tốt ha.
Bởi vì hiện tại thì cũng biết là trong cái hệ thống khách hàng của em ấy, những mà cổ phiếu như ACB ngày nay tăng này, trong một hệ thống khách hàng của em đều có đúng không? Đó, rất nhiều mà cổ phiếu như là hôm bữa 6 hoặc là LBB nó nổ ấy. Đấy, hoặc là SHB này, đó. Nhưng mà này những mã mà khách hàng của em đang nắm. Chỉ cần chúng ta có những kiến thức đủ sâu và đủ lớn thì mình sẽ nắm bắt được những cái vận động của cổ phiếu rất là dễ dàng ha. Tránh đi những cái trường hợp mà chúng ta đứng núi này trông núi nọ, à mua mã này vừa bán ra thì nó lại tăng, như thế là không hay ha. Đấy, thì đó là cái cơ hội và cái thử thách khi mà thị trường chung nó có những yếu tố tích lũy như hiện tại. Thì ở đây em phân tích sơ lược như thế để cho anh chị mình cùng nhau nắm bắt được cái vận động của thị trường chung ha. Còn hiện tại em đánh giá là các cái tổ chức trên thị trường ấy, cũng như là tụi doanh ấy, họ cũng ưu tiên đánh lướt sóng thôi, đánh lướt sóng T cộng 3. Vì sao? Bởi vì những cái vùng tích lũy ấy, là những cái vùng mà nó sẽ chưa rõ những cái xu hướng của vận động thị trường, thì có thể là Vini nó sẽ gom hàng nó đánh lên, hoặc là có những yếu tố mà nó gom hàng xong nó vũ một nhịp nó mới đánh lên đó. Thì những vùng tích lũy sẽ chưa rõ xu hướng nha. Thì ở trong phần phần cái khóa học này anh chị cũng thấy này, đấy, thường vùng tích lũy là vùng cổ phiếu thị trường chung sẽ quay cổ phiếu không rõ xu hướng tăng hay giảm. À, chúng ta phải hiểu vấn đề như thế này ha. Đấy, tuy nhiên khi mình nó có những yếu tố nó kiệt về cung ấy, ở một số mã cổ phiếu ấy, thì cái xác suất nó tăng cũng rất là cao nha. Đấy, thì anh chị cũng biết thường là mẫu hình mà em hay đánh là mẫu hình mà cổ phiếu tích lũy đúng không, với những yếu tố kiệt về cung đó. Cho nên chúng ta tham gia giai đoạn này ấy, anh chị mình phải có một cái tỷ trọng tham gia cho nó phù hợp. À, chúng ta cũng chưa vội đánh full margin ở trong giai đoạn này đâu. Có thể chúng ta sử dụng margin là một điều hợp lý ở trong giai đoạn hiện tại, nhưng mà về vấn đề mà full margin ấy, em cho là chưa nên ha. Cho nên là mình tham gia với những cổ phiếu nào mà nó đạt những cái kỳ vọng ấy, thì hiện tại trong cái video ngày hôm nay ấy, một chút nữa em sẽ đi phân tích về những cái dòng mã cổ phiếu, thì anh chị mình sẽ thấy rằng là sẽ có một vài mã cổ phiếu mà nó đạt về những cái điểm mua, thì anh chị mình xem qua mình hãy note lại đó là những cái điểm mà cho anh chị mình tham gia ở trong những cái phiên ngày mai. Anh chị mình thấy rằng là trong những cái phiên vận động vừa rồi ấy, nếu như mà anh chị chỉ cần xem những video của em ấy, thì mình đã tham gia được những mã cổ phiếu rất là tốt rồi. Nhưng mà cổ phiếu nó phải mang về những biên lợi nhuận cho anh chị mình, thì không thường những biên lợi nhuận trong những cái điểm mà nó sai quay như hiện tại ấy, thì cái target mà em đặt ra cho cái đường khách hàng của em đó là gì? Đó là T cộng 3 hàng về lãi 5-7-10% gì đấy. Chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt, à, không nắm giữ quá lâu ở những lượng cổ phiếu. Tại vì khi mà thị trường tích lũy, cổ phiếu nó nổ một cây rồi nó sẽ tích lũy lại, mà nó không có những sự đồng thuận từ thị trường chung tăng giá như thế này, này thì nó sẽ rất là khó để nó bứt phá xa và nó có một cái biên độ lợi nhuận đủ lớn đó. Hay vì thế như ACB, anh nhớ, anh chị nào nhớ giai đoạn trước không, em bắt những điểm ở đây đúng không, những điểm mà quanh những vùng 29 lên những vùng 33 em chốt, chỉnh về 31 em bắt lại đó. Thì đó là những cái chiến lược mà chúng ta đánh trong những cái nhịp mà thị trường xoay quanh. Chúng ta chốt ACB những vùng 33, chúng ta đảo và chúng ta đánh con LBB, à, chúng ta mua LBB quanh những vùng 14.x lên bao nhiêu, lên 16.x chúng ta bán đó. Xong chúng ta qua chúng ta mua những cổ phiếu như HBG quanh những vùng 43 lên 47 chúng ta bán đó. Thì đó là những cái chiến lược mà những cái cách mà chúng ta phải xoay vòng những cái dòng tiền, xoay vòng những dòng cổ phiếu để chúng ta đánh. Và nó yêu cầu một cái người hướng dẫn ấy, phải có một cái chuyên môn đủ và một cái sự phân tích nó rất là mệt mỏi, à, để chúng ta tìm được những dòng cổ phiếu chúng ta đánh luân chuyển. Đấy, nói chung là nó cũng sẽ làm cho những cái quá trình phân tích của em sẽ rất là mệt. Hay vì như giai đoạn trước ấy, chúng ta mua và nắm giữ. Tại vì giai đoạn uptrend ấy, anh chị biết cái giai đoạn trước của thị trường là giai đoạn uptrend đúng không? Một giai đoạn uptrend như thế này mua và nắm giữ nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. À, còn hiện tại thị trường sideways thì chúng ta phải đánh những cái chiến lược mà nó sẽ khác ha. Chúng ta mua bán đảo mà khác mua bán, thì cái biên độ lợi nhuận chúng ta sẽ xoay vòng và chúng ta gộp lại một cái tổng nó sẽ lớn hơn nhiều ha. Thay vì chúng ta nắm giữ một cổ phiếu mãi mãi thì nó sẽ không tối ưu hóa về cái biên độ lợi nhuận. Đấy, thì đó là những cái chiến lược đối với room hệ thống khách hàng của em. Em ví dụ là con ACB đi, hôm trước chúng ta mua 29 lên 33 chúng ta bán, chúng ta đạt ở đấy khoảng hơn 10%, à, hơn 10%, nhưng mà chúng ta để kỳ vọng 10% tiếp theo từ những vùng 33 trở lên ấy, thì nó sẽ rất là khó. Thay vì thế chúng ta qua chúng ta mua cổ phiếu của LBB, chúng ta kỳ vọng lên 10% nó rất là nhanh đó. Thì đó chúng ta phải thích ứng với thị trường chung, thị trường nó vận động như thế nào thì chúng ta phải có những chiến lược đầu tư cho nó khác nhau để nó phù hợp với cái vận động thị trường ha. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng cố định và chúng ta cố hữu với một cái chiến lược hoặc là một cái phương pháp nào đấy. Đấy, thì cái quá trình vận động anh chị thấy ngày hôm nay này, có lượng nhìn chung ấy nó tích lũy nhưng mà nó cao hơn những phiên trước. Thì ở góc độ như thế này ấy, anh chị cũng phải quá lo sợ đâu. Vì sao? Ngày hôm nay là những mã cổ phiếu penny, nhiều cổ phiếu hàng anh Quyết ấy, anh Quyết còi ấy, nó cũng tăng khá là nhiều ha. Thì nó cũng chiếm một cái số lượng lớn trong cái thanh khoản của thị trường ngày hôm nay. Ví dụ AMD này, chị thấy không, 9 triệu nè, FLC nè, đó 34 triệu nè, là bao nhiêu, 9 với 34 hết 43 này. Qua con hai này hàng anh Quyết này 8 triệu này, 42 với 850 này đó, KLF gì đấy, từ lưa tới mấy con hẹn quyết em không có rành đó. Thì chúng ta sơ lược của chúng ta thấy hẹn quyết cũng đã chiếm đâu đấy khoảng 50 đến 100 triệu cổ phiếu ngày hôm nay rồi. À, thì những cái quá trình mà chúng ta thấy có lượng lớn ở đây thì nó bị kết hợp chung với cái dòng cổ phiếu Penny ha.
Chứ như thật ra những phiên như thế này là những phiên tích lũy rất là đẹp của thị trường ha. Nhưng một chút nữa chúng ta sẽ đi phân tích về những hoạt động cổ phiếu ấy. Anh chị mình sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là nhiều mã cổ phiếu nó đạt về những cái điểm mua. Vì thị trường mà tích lũy thì sẽ là những cái cơ hội cho nhà tạo lập họ tích lũy những cổ phiếu ha. Đấy. À, và có một cái yếu tố rất là hay trong cái phiên dịch buổi chiều này, vào lúc khoảng 1 giờ 50 đến 2 giờ ấy, thì anh chị nào biết ấy, cổ phiếu của họ nhà Vinh ấy, đó là con Vic và con Vinhome, thì hai cổ phiếu này nó có làm cái chiêu trò khá là bất ngờ ha. Đấy. Anh chị thấy này, những cái lệnh giá của con Vic không? Em đã báo cho thầy không có tiền của em, anh chị thấy vào lúc khoảng 1 giờ 55 thì em sẽ lấy ở đây cho anh chị mình dễ thấy ha. Vic này. 1 giờ 55 thì những cái lượng cổ phiếu của Vic, thì đây là một mã cổ phiếu mà nó là một mã cổ phiếu trụ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái điểm số của thị trường chung. Thì khi mà nó biến động như thế nào sẽ ảnh hưởng rất là lớn nha. Và ở đây anh chị thấy rằng là nhà tạo lập họ đã sử dụng nhưng mà cổ phiếu như Vic này mua 50k này, đó 21k này, những cái lệnh mua liên tục. Đây là những cái lệnh mua của robot nha anh chị. Đó. Và đây là những cái lệnh mua của robot, và không thường những anh chị nhà đầu tư cá nhân ấy, không có đủ những cái lượng hàng và lượng tiền để mình mua nhưng mà cổ phiếu trụ như thế này đâu. Và thực sự đây là cái sự tham gia của các tổ chức ấy, để họ điều phối cái giá của thị trường ấy. Đó Vic này, nó mua liên tục này. Đó, anh chị thấy không? Rất là ảo ha. Đấy. Chúng ta xem nhiều hơn nè, vào lúc khoảng 1 giờ 50 rồi ấy. Đây này, đó, nhìn thấy không? Những lượng mua rất là lớn nha, 26k này, 74k này, 43, 50, 50 này, đó. Vinhome cũng tương tự. Đó, hai con này không biết nhà tạo lập họ sử dụng nó để có cho một cái chiêu trò gì và cho cái mục đích gì. À, có thể là họ sẽ sử dụng cho những cái mục đích của bên phái sinh. Tại vì trong tuần này nhìn biết là một cái tuần mà đáo hạn phái sinh thì thường những mà cổ phiếu VN30 hoặc là những mà cổ phiếu trụ mà nó có cung cầu mà nó lỏng như là con Vic ấy, rất là dễ để nhà tạo lập họ sử dụng cho những cái mục đích bên phái sinh. Hoặc là những cái yếu tố cho thị trường chung nó tích lũy và nó bứt phá giai đoạn tiếp theo, hoặc là sự tham gia của cái tổ chức và những mã cổ phiếu trụ, thì chúng ta chưa rõ cái vận động đấy nó sẽ như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi. Ở đây chúng ta sẽ không dự đoán nha, và em sẽ chỉ nói lên những cái yếu tố mà biến động ngày hôm nay cho anh chị mình xem thôi. Đó, chúng ta xem mà trong một khoảng thời gian ngắn thì những mã cổ phiếu như Vinhome này nhìn thấy không, nó mua liên tục này, đó, đấy, mua liên tục những mã cổ phiếu như Vinhome. Hoặc là ACB trong phiên thì chị thấy cũng mua liên tục rồi, thì ACB là mã cổ phiếu tâm điểm ngày hôm nay ha. Thì hôm nay là cái dòng ngân hàng thì có ACB và MBB là hai mã cổ phiếu mà nó gánh tim ấy. Đó. Thì sau khi mà chúng ta cùng nhau phân tích qua cái vận động thị trường, bây giờ anh chị mình sẽ đi qua cái vận động của cổ phiếu để xem mà nó sẽ có những cái yếu tố gì mà anh chị mình sẽ quan tâm. Thì anh chị mình xem qua những cái vận động cổ phiếu ấy, thì em cho là mình xem và mình hãy note lại những cổ phiếu nào mà mình đánh giá nó tốt nha. Thì đầu tiên về ACB, thứ nhất là chúng ta phải xét về cái điểm mua và bán. Điểm mua với ACB bây giờ nó hết rồi anh chị, không còn điểm mua rồi. Nếu như phiên trước đây là cái điểm mà em kiến nghị chị mình mua này, và ngày hôm qua là một cái điểm mà gì, một cái điểm mà phiên test cung này chị thấy không, ACB test cung, hai phiên test cung liên tục với lượng khắp. Thì hôm nay là phiên bùng nổ, là phiên hết sức bình thường anh chị mình, không có gì quá bất ngờ nếu như chúng ta có kiến thức đối với cổ phiếu ACB. Thì trong room bán hàng của em phiên sáng em cũng đã báo hàng em rồi, báo rất sớm đây này, thì VCI sẽ em chốt luôn này, hàng thứ ba về lãi hơn 10% ta chốt này đó. ACB đâu ta? ACB này, một lúc khoảng đâu đấy khoảng hơn 9 giờ em báo là ACB chuẩn bị nổ như cả nhà này. Sáng nay test cung rất đẹp, chúng ta chờ nổ chút lại tiếp nhé. Đó. Một lúc ở đây là cái tấm hình khoảng 10 giờ thì cái tin nhắn của ACB là trước 10 giờ. Thì chúng ta có một cái kinh nghiệm đủ lâu trên thị trường thì chị sẽ biết, thì những cái lượng cổ phiếu của ACB ấy, phiên sáng là những phiên mà nó test những lượng cung cầu cực kỳ thành công. Khi mà đội lái họ test những lượng cung cầu thành công ấy, và nó cho thấy là không còn áp lực bán từ những chị nhà đầu tư cá nhân, thì những cái việc mà buổi chiều nó đổ tiền vào nó đánh rất là phù hợp với cái việc gì, cái việc là tin tức của ACB chiều nay là nó ra một cái việc mà nó sẽ chia cổ tức 25%, nó trình lên rồi nha anh chị ha. Đó, thì khi mà tin tốt ra ấy, nó sẽ phù hợp. Đây là cái yếu tố của ACB trong năm 2021 này. Đó, mục tiêu là lãi 10%, chia cổ tức 25%. Thì những cái thông tin như thế này nó sẽ hợp thức hóa với cái việc mà tổ chức họ đổ tiền vào đánh lên thôi. Nhưng mà cơ bản là tổ chức họ đã gom hàng ở những giai đoạn phía trước rồi. Những cái vùng mà anh chị mình lo sợ ấy, những cái gì mà nó đè vào những vùng 31 này, đó là những cái vùng mà tổ chức họ gom thêm những cái lượng hàng. Tổ chức là những cái vận động họ sẽ đi ngược lại với tâm lý nhỏ lẻ nha. Họ sẽ mua vào khi mà tâm lý anh chị mình hoảng loạn. Và đây cũng là những cái vùng mà hệ không có hàng của em rơi vào chung với tổ chức. Khi mà tâm lý cổ phiếu cũng như là cái yếu tố về tin tức nó ra ấy, thì cũng là lúc tổ chức họ sẽ bán ra những lượng cổ phiếu, họ đẩy giá lên, họ tạo những cái tâm lý tốt cũng như là những cái tin tức tốt. Mà những chị nào đánh theo tin tức ấy, mình không hiểu được cái mức độ mà đánh giá được cái sự chính xác của tin tức trên cái thị trường chứng khoán ấy, mình sẽ rất là dễ những cái sai lầm mà mình lao vào mua những cái lượng cổ phiếu của ACB trong phiên chiều ngày hôm nay. Thì trong ngắn hạn em chưa bàn đến cái việc mà chúng ta thua lỗ, nhưng mà anh chị đã mua chúng phải những cái vùng giá nó hơi cao rồi đó. Đấy.
Thì bây giờ trong cái thằng của em hàng ACB đang có sẵn, em chờ nó kéo vượt lên những vùng 34.4, 34 chấm ít, thì lúc đó em sẽ canh, em chốt những cái lượng hàng dần thôi nha. Đấy, và cái chiến lược mà đầu tư chúng ta ấy, khi mà cổ phiếu chỉnh, tâm lý của một nhà đầu tư lo sợ thì chúng ta mua, còn khi mà cổ phiếu đã tăng rồi ấy, thì chúng ta phải, không phải là lúc chúng ta tham gia nữa, thì chúng ta phải nhường lại cho những chị nhà đầu tư cá nhân, những người không hiểu cái vận động thị trường, là những người mà hay đu đỉnh, những người hay mua đáy, hay bán đáy và mua đỉnh đó. Thì cái vận động ACB hiện tại đang rất là tốt nha. Hôm nay là cũng là một cái phiên mà nó có những yếu tố mà dòng tiền lớn mà đổ vào đánh rồi này đó, tiếp tục là một phiên dòng tiền lớn mà đổ vào đánh sau một cái phiên test cung rất là đẹp của ACB ha. Đấy, đó là những cái vận động hết sức bình thường, chỉ cần anh chị mình hiểu phiên test cung là gì thôi đó. Về con BND thì cổ phiếu này em đánh giá không có đẹp lắm, nó đang nằm thứ nhất ấy, là nó nằm ở một kênh xu hướng giữa, khi mà nó đánh lên ấy, sẽ gặp áp lực bán từ những chị nhà đầu tư kẹp hàng này là yếu tố thứ nhất, những chị nhà đầu tư chốt lãi bắt đáy là yếu tố thứ hai, sẽ gặp hai áp lực bán, sẽ rất là khó cho quá trình cổ phiếu tăng giá. Chứ các còn vận động hiện tại nằm kênh giữa mà nó tích lũy với những khối lượng lớn như thế này thì thôi anh chị có hàng canh bán ra đi, cơ cấu vào mã khác đánh, nhưng mà này chúng ta sẽ không quan sát lại nha, cứ chờ khi nào nó đạt vào những cái điểm mua chúng ta quan sát sau. CTG, một mã cổ phiếu ngân hàng rất là đẹp, mã này thì nó đang vận động tương tự như cái yếu tố của thị trường chung, anh chị thấy không, nó chưa vượt đỉnh thì nó cũng giống như thị trường thôi, cổ phiếu này cũng chưa vượt đỉnh và đang có những xu hướng tích lũy lại quanh những vùng kháng cự đỉnh thì nó cũng sẽ rất là đẹp, mà hiện tại yếu tố của nó cũng đang kẹt về cung, thì em đánh giá là nếu như thị trường chung nó kéo vượt 1.200 là mã này sẽ là những mã cổ phiếu mà nó góp mặt trong đó để nó kéo thị trường. Và những anh chị nào mình đặt cược ấy, mình đặt cược vào cái yếu tố mà thị trường chung sẽ kéo vượt 1.200 thì mình nên tham gia vào mã này, nếu như mà chúng ta đặt cược thị trường chung nó bứt phá 1.200 ha, anh chị hãy lưu ý. Và những cái này nó đang hôm nay một phiên test cung rất là đẹp luôn ấy đó, hôm qua những phiên no supply này, thì những cái này sẽ đồng thuận với cái yếu tố mà trường sẽ kéo vượt 1.200, thì ai đặt cược thì cứ tham gia thôi đó. Mấy em đã cho một cái điểm mua quanh những vùng 38 như đoạn trước rồi ấy. Thì bây giờ hàng của anh chị nào đã mua theo em ấy, thì cũng đã về đúng không, thì cứ chờ thôi, chờ nó nổ một chút lại, hàng nó về trong túi mà lo sợ gì đúng không. Bây giờ quanh những vùng 38 là quanh những vùng điểm mua, hàng về chúng ta quanh điểm mua chúng ta chờ phiên bùng nổ, thì đó là một cái chiến lược rất là tốt rồi đấy. HD Bank này, HD Bank cũng là một cổ phiếu cực kỳ đẹp. À, mã này hình hầu như nó đang đánh như mô hình gì, mô hình về cốc có tay anh chị, anh chị thấy này đó, một cái cốc này, và hiện tại đang hình thành dần những cái vùng tay cầm bên phải, thì khi mà cổ phiếu mà nó hình thành những tay vùng tay cầm bên phải có quá trình mà nó bứt phá cực kỳ mạnh nha. Hôm nay là một phiên tích cung rất là đẹp đối với mã cổ phiếu của HD Bank, thì những mã này nó sẽ phù hợp hơn với những chị nào có hàng và chờ đợi phiên bùng nổ, còn những điểm mua như hiện tại em cho nó sẽ hơi rủi ro. À, và anh chị nếu mà mình chấp nhận rủi ro ấy, thì mình có thể tham gia, nhưng mà nó sẽ hơi rủi ro nha anh chị. Ai mà chấp nhận rủi ro ấy, thì mình hãy vào những vùng như thế này, bởi vì những cái nhịp mà tích lũy nền dưới của nó không đủ chặt để cho anh chị mình tham gia đó. Và hệ thống cái tiền của em ấy cũng sẽ không đánh những cổ phiếu như HD Bank, nhưng mà mặc dù em biết nó mạnh ấy đó, và cổ phiếu này cũng rất là dễ nó bứt phá nha, khi mà nó đạt vào những cái mô hình, thường mà đạt những mô hình như thế này biên độ lợi nhuận giai đoạn hiện tại đó là khoảng 15% 20% ha. Đấy, LBB sau một phiên bùng nổ đúng không, phiên bùng nổ là phiên thứ sáu này, khi mà sàn không bị tắc nghẽn lệnh mã này vẫn giao dịch được, thì đó là một cái dấu chấm hỏi, em cũng không biết lý do vì sao, thậm chí em cũng như chị nhà đầu tư mình thôi, chỉ biết dòm và dòm, cũng chả biết lý do vì sao mà con này thị trường tắc nghẽn nó vẫn mua mầm đó. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái nhịp mà nó chỉnh lại như thế này là một cái nhịp rất là tốt nha, một nhịp chỉnh như thế này ấy, là để cho những chị nhà đầu tư nào cảm thấy đủ thì hãy chốt lại đi. À, đây là lãi họ gom là những lượng hàng vào đánh lên những nhịp phía sau nha, chứ không có một mã cổ phiếu nào mà cứ tăng băng đâu anh chị đó. Một mã cổ phiếu mà tăng băng như thế thì nhìn vào mua con rig này đó, đu vô con rig này đó, đu vô ngay à, ngay giá 48. Chỉ có một mã cổ phiếu mà nó làm giá, chỉ mà cổ phiếu mà đội lái họ làm giá như thế này nó có những cái nhịp mà nó tăng liên tục thôi, còn đúng với vận động cổ phiếu ấy, thì tăng chỉnh chứ không như những mã cổ phiếu như thế này nha. Đây là một cổ phiếu mà em không có gì em đánh, tại vì đây là một cổ phiếu nếu mà anh chị tham gia thì nó như là cá cược vậy đó, nó đơn giản như là cá cược tài xỉu thôi, đặt trúng cái điểm tài ấy, thì nó sổ tài anh chị năng, còn nếu như mà sổ xỉu ấy, thì chị mình gãy mình thua đó. Thì tương tự này, ai mà đu đỉnh này thì bây giờ cứ chờ chết thôi rất là khó. Nhưng mà này mà khi mà nó bịt cung anh chị mình chỉ kẹp hàng tới chết, không bao giờ bán được. Thì khi mà anh chị mình kẹp hàng như thế, cái số vốn mà chị mình lỗ rất là nặng, giai đoạn trước lại ăn không được, nhưng mà đu đỉnh lỗ sẽ rất là nặng nha. Khả năng mà nó về là đâu, nó về là những vùng như này 14 đó anh chị mình thấy. Nhưng mà cổ phiếu vụ như TCH giai đoạn trước cũng thế này, những năm 2019 con TCH này đánh rất là ác nha đó, chị thấy không, ở đây này, những vùng mà nó tăng liên tục như này, nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thấy tăng tốt quá lao vào mua, mà không hiểu cái vận động của cổ phiếu ấy, lao vào mua phải ngay nhịp đỉnh đó, là đu đỉnh ngay, biết bao giờ mới về giá vốn, biết bao giờ anh chị nó mới tăng là những vùng 42 như cho anh chị mình bán ra đó, đúng không, nhìn thấy không, khi tăng bao nhiêu thì khi mà giảm lại nó sẽ về giá đấy không ấy, tại vì đây là những cái vùng mà tổ chức họ gom hàng, mà tích lũy là những vùng tổ chức họ gom hàng, gom xong họ đánh lên
và đánh lên như thế này mà ai không hiểu ấy, tham gia cuối cái quá trình phân phối ấy. Thì khi mà nó đè giá về lại giá vốn thì tổ chức họ gom tiếp lượng hàng ấy. Chị thấy đè về để gom hàng tiếp này, từ đây những vùng giá vốn nha đó. Và cái chu kỳ của cổ phiếu tương tự như thế này, gom hàng này, tích lũy này, đẩy giá này, phân phối, đè giá, gom hàng lại đó, và trong một cái chu kỳ mới đó. Thì đó, nhưng mà cổ phiếu nó vận động không đúng với vận động cổ phiếu, nó là cổ phiếu nhưng mà nó vận động không đúng với cổ phiếu thì chúng ta sẽ không tham gia ha. Còn những mã như LBB, những nhịp chỉnh như thế này, việc chỉnh hết sức bình thường, em cho là ai có hàng thì cứ nắm giữ, còn điểm mua mới nó không còn nha. MBB là mã mà nó kết hợp với ACB kéo cái điểm số của dòng băng tăng điểm khá là tốt. Và những mã như MBB bây giờ tăng có hàng thì ngồi cầm á đó. Còn ai mà không có hàng muốn mua mới, bây giờ đâu còn điểm mua đâu anh chị. Những cái điểm mà test cung này, hôm trước anh chị nào xem video ấy thì đây những điểm test cung này vô lượng khắp này đó, những cái điểm mà anh chị mình tham gia, ai mà mua những cái video của em ấy lên đây đã lãi khoảng 6-7% à, thì có thể canh mình chốt một phần. Thì đó là những cái chiến lược mà em đầu tư. Còn để em nói về những điểm mua mà cổ phiếu mình đã qua điểm mua mà anh chị mình cố chấp mình lao vào mua, thì trong những xu hướng ngắn hạn mình sẽ gặp những áp lực chỉnh tương đối lớn nha, và cái tài khoản của mình sẽ rất là xấu. Tiếp theo là mặt cổ phiếu của SHB. SHB là mặt cổ phiếu nó đã tăng rất là nóng trong T+3 vừa rồi, là hôm nay là một cái phiên T+3 áp lực về này, và nó gặp những áp lực bán ngược. Tại vì anh chị phải biết rằng là một mặt cổ phiếu ấy mà anh chị mình mua T+3 về mà chúng ta lãi đâu đấy khoảng hơn 15% thì cái áp lực bán là sẽ cực kỳ lớn nha. Đó, cho nên ai mà mình hiểu về vận động cổ phiếu ấy thì phiên sáng sớm ngày hôm nay là những cái nhịp mà mình nên chốt lại cổ phiếu của SHB. Và đối với em ấy thì em đã báo rất là kỹ cái hệ thống có tiền của em này, vào lúc khoảng 9 giờ hơn này em báo này, mọi người ai có SHB canh giá lớn hơn 18 chốt thêm nhé, hôm nay hàng T+3 về lãi hơn 15% thì áp lực của nhà đầu tư chốt lại sẽ rất là lớn. Thì ai mà mình hiểu thì mình cứ tận dụng mình chốt lãi thôi. Còn ông nào mà cứ đánh theo tin tức ấy, tối hôm qua cái SHB ra tin chi cổ tức à, hàm hố sáng nay lao vào mua giá 18.4 mà mình không hiểu cái vận động cổ phiếu thì ít nhiều là mình đang bị đu đỉnh ngắn hạn rồi đó, đang đu đỉnh ngắn hạn của một cái ngày hôm nay là giá 18.4. Tại vì chị phải hiểu rằng là công cụ tin tức nó chỉ là một cái công cụ để cho nhà tạo lập cũng như là đội lái họ điều tiết giá cổ phiếu thôi nha. Khi mà tin tốt ra thì chúng ta phải hiểu tin tốt ra là để làm gì, là để nó dụ những chị nhà đầu tư nào mà mình đọc báo ấy, mình lao vào mua cổ phiếu ấy. Trước đó mình thấy cổ phiếu ôi tăng tốt quá, giờ tin ra anh chị mình nghĩ là nó sẽ còn tăng nữa đúng không? Không có đâu anh chị à, chị nhiều anh chị mình sai lầm lắm, sai lầm khi mình đọc tin tức. Còn đối với cái rinh bất thành của em ấy, khi mà nhỏ lẻ lao vào mua ấy, và những cái sự việc mà nó rõ ràng như thế này là lúc mà em bán ra này. Còn hôm trước ấy, những vùng một cổ phiếu tích lũy ấy, 100 anh chị nhà đầu tư hết 99 người rất là chán nản, còn một ông kia không xem bảng điện, hết là những hầu hết là những cái lượng cổ đông của SHB này họ rất là chán. Thì khi mà lượng cổ đông mà chán nản như thế thì thật sự đó là cái cơ hội đối với cái hệ không có tiền của em anh chị ha. Cổ phiếu chúng ta mua ấy, khi nhà đầu tư chán nản, và chúng ta bán ra khi nhà đầu tư hưng phấn, và những cái sự việc mà nó rõ ràng như thế này thì chúng ta nên bán ra, chúng ta chốt lại. Thì chỉ ít những chị nhà tôi trong hệ thống khách hàng của em, mọi người đang chốt lại giá con SHB này, giá sáng là 18.3 18.4 ấy, thì bây giờ nó chỉnh về dưới 18, chúng ta sẽ rất là thoải mái cho cái việc chúng ta cover, chúng ta mua là những lượng hàng. Bởi vì chúng ta cốt lõi của đầu tư ấy là mua hấp bán cao, khi chúng ta bán được cao ấy thì gì về hấp chúng ta mua lại à, rất là đơn giản đúng không? Đấy, cái quan trọng nhất ấy là chúng ta phải hiểu về cái vận động cổ phiếu à. Thì những mã cổ phiếu SHB ngày hôm nay gặp những áp lực bán chốt lại rồi, thì ông thường nó phải có những nhịp mà nó tích lũy lại đằng sau ấy thì chúng ta mới đánh tiếp ha. STB thì STB hiện tại nó nhìn chung ấy, nó vẫn đang những nhịp mà tích lũy thôi à. Thì những mã này nếu như anh chị muốn mua ấy, thì nó cũng đã qua điểm mua rồi, phải chờ những mã cổ phiếu này tích lũy thêm có những yếu tố kiệt hơn về cung ấy thì chúng ta mới có những điểm mua ha. Đấy, Techcombank này, Techcombank thì cổ phiếu này cũng đang trong những nhịp mà xu hướng tích lũy lại, thì không thường mà để thị trường mà nó bứt phá ấy, sẽ không thể nào mà khiếu vắng được cổ phiếu Techcombank. Tại vì cái vận động của nó cũng rất là giống với cái vận động của CTG, cũng như là nó giống với vận động của thị trường chung ha. Và nếu như anh chị là muốn tham gia ấy, thì cứ chờ thêm một chút nữa. Tại vì những điểm như thế này ấy, nó cũng sẽ chưa đủ an toàn để chị mình mua đâu. Nếu mà mua ấy, thì dưới đó em đã kiến nghị cho anh chị mình rồi này, những phiên test cung như thế này thì nên mua. Còn bây giờ quanh những vùng 40 ấy, để mà muốn mua mới ấy, thì phải chờ tích lũy thêm 2-3 phiên gì nữa thì mới mua được ha. Có một cổ phiếu đó là Tiên Phong Bank ngày hôm nay em muốn dành thời gian nói thêm một chút để về nó. Liên tục hai phiên này, phiên 16 và phiên dòng tiền của tổ chức có dấu hiệu đổ vào đánh, nhưng mà nó gặp những áp lực bán ngược lại. Anh chị thấy một cái phiên đóng cửa hấp nhất phiên với một cái râu trên ấy, nó tương đối dài ha, vì nó cho thấy áp lực bán bị bán ngược này. Ngày hôm nay có những yếu tố dòng tiền đổ vào đánh nhưng tiếp tục bị bán ngược và đóng cửa hấp nhất phiên, thì công thường mà áp lực bán vẫn còn trong cổ phiếu ấy, cổ phiếu này ở một xác suất nào đó ở một góc độ của em phân tích ấy, thường nó sẽ rất là dễ nó chỉnh lại nha. Rất là dễ nó chỉnh lại những vùng 28, những vùng đáy trước của nó đó, để nó dũ bớt đi những lượng nhà đầu tư đu bám, thì không thường dũ đủ xong ấy, nó không có trình đánh lên tiếp theo. Tại vì bây giờ tổ chức mà họ đổ tiền vào ấy, họ bị áp lực bán ngược trở lại ấy, thì đấy những cái phiên test cung cầu không thành công nha,
thì Hường nó phải rủ em một nhịp nữa. Thì ai mà nắm giữ công ty Phong Bang này cũng hết sức quan tâm nha. Đối với mặt tiền của em ấy, thì hôm trước em đã kiến nghị cho nhà đầu tư vào cái vùng giá quanh những vùng 28.5 đúng không, 28.7, hiện tại đang quanh những vùng giá vốn của chúng ta. Thì ở ngày mai nếu như mà cái vận động của cổ phiếu này nó xấu ấy, thì chúng ta phải bán ra, chúng ta bán hòa vốn ha. Đấy, chúng ta dành vốn chúng ta đánh cổ phiếu khác. Tại vì những phiên mà tiền vào đánh như thế này nó không đạt thì đội giá đội lái sẽ rất là dễ chỉnh nha. Nhưng mà nếu như mà ở những phiên tới mà đội lái nó chấp nhận, nó đổ vào quyết liệt, nó mua lại hết những cái lực cầu nhà đầu tư bán ra ấy, thì chúng ta tính sau. Còn không, thường mà vận động cổ phiếu xấu như thế này sẽ rất là dễ chỉnh. Anh chị thấy không, đây cái phiên này bị bán ngược này, anh chị thấy không, áp lực bán này, thì thường nó sẽ chỉnh lại một nhịp nữa thì nó mới bứt phá tiếp theo đó. Vận động cổ phiếu tương tự như thế đó. Đây này cũng là một phiên này, sau phiên bùng nổ này, phiên kéo lên bị bán ngược này, anh chị thấy chỉnh lại không đó. Thì đó là những cái vận động cổ phiếu anh chị ha, mình phải hiểu. Cho nên ai quan tâm về công ty Phong Bang ấy, thì chưa mua vội đâu. Còn ai mà có hàng ấy, thì phải lưu ý những cái vấn đề mà em vừa nói. Vietcombank là một mặt cổ phiếu trụ, ngày hôm nay nó đang neo lại cái chỉ số của dừng chung em đánh giá là tương đối tốt ha. Thì ai có hàng thì cứ giữ, còn điểm mua mới cứ chưa có đâu, cứ chờ thêm đi. Đó, VPBank. VPBank thì hôm trước em đã tặng cho nhìn điểm mua rồi này, những phiên test cung ở đây đẹp này đúng không? Đó. Hoặc là những cái phiên test cung ở đây này, đó. Liên tục những phiên test cung thì nhìn mua, bây giờ có lãi về chốt thôi. Những vùng mà trên những vùng 45 ấy, những cái điểm mà chịu nên chốt rồi. Còn bây giờ điểm mua mới cũng không còn đâu ha. Thì chỉ khi mà cổ phiếu không còn điểm mua mới, anh chị đừng có chịu đắm ăn xôi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về cái dòng cổ phiếu của dòng dầu khí ha. Thì anh chị muốn mua ấy, hãy quan tâm dòng dầu khí. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi trước cổ phiếu của BR ha. Thì những cổ phiếu như BR ấy, là cái tín hiệu của dòng dầu khí và hiện tại đang tích lũy kịp cung rồi này. Đó, những quá trình mà tích lũy trở lại đang để khá là đẹp ha. Đấy. Thì anh chị quan tâm mình hãy chú ý đến những cổ phiếu của dòng dầu khí ha. Gas cũng tương tự nè. Với những yếu tố mà tích lũy với những khối lượng khắp như thế này là rất là tốt. À, chúng ta đừng có bàn về giá, chúng ta phải bàn về những vùng khối lượng, tại vì khối lượng là nó sẽ cho thấy là liệu dòng tiền của đội lái họ có thoát ra chưa. Thì nhưng mà cổ phiếu như là gas ấy, đội lái họ đã đổ tiền vào đánh rồi với những phiên này, và những cái phiên hiện tại họ chưa thoát ra, chỉ là những cái nhịp mà họ đè giá cổ phiếu thôi để rũ bỏ những chị nhà đầu tư cá nhân, hoặc là họ đang tích lũy lại những cái vùng như thế này để họ gom hàng họ đánh lên tiếp ha. Thì với nhưng mà cổ phiếu như gas ấy, thì đánh giá nó khá là tốt rồi đấy. Và hôm nay là một phiên gì, no supply này, là một cái phiên mà kiểm tra những cái lượng cung cầu ha. Thì ngày mai tết cung nó thì đẹp ấy. Hãy tương tự ôi cũng thế này đó, hơi lát nha. Thì không hiểu bị vấn đề gì. Ôi, gặp vấn đề về mạng rồi mọi người ạ. À. Chán nhỉ. À, vào lại rồi. Ok. Thì những mã cổ phiếu như là OI ấy, thì nó cũng tương tự như thế, anh chị thấy không? Những cái nhịp hiện tại này đang trong những cái quá trình mà nó tích lũy lại sau những cái nhịp mà nó bùng nổ. Quan trọng nhất ấy, chúng ta phải thấy về khối lượng, là hiện tại khối lượng đang khá là kiệt rồi này. Đó, khi mà cổ phiếu mà nó kiệt về những cái lượng cung ấy, thì cái quá trình mà nó đẩy giá sẽ tiếp tục bùng nổ ha. Và anh chị phải hết sức quan tâm về cái dòng dầu khí nha. Và đây có thể là một cái dòng mà nó sẽ dẫn sóng ở trong những phiên còn lại của tuần này ấy. Đó. Cho nên ai mà có dòng dầu khí ấy, thì hãy nắm bắt chặt, và ai chưa có thì hãy quan tâm và hãy canh những vùng mà lấy những cái điểm mua ha. Thì dòng dầu khí ngày hôm nay có BLC này. Ủa, BLX này chịu thấy không? Sau những cái nhịp mà nó test những lượng cung cầu liên tục thì ngày hôm nay là một cái phiên mà nó tăng giá là tốt, không có lượng vào này. Đây là những cái tín hiệu của dòng tiền lớn họ đã đổ vào tham gia, nhưng mà cổ phiếu như BLX hôm trước ai mà mua theo em ấy, thì mình cứ nắm giữ, tại vì chúng ta đã chấp nhận, chúng ta nắm qua những cái vùng mà cổ phiếu tích lũy điều chỉnh rồi, thì bây giờ hôm nay là cái phiên mà nó cho quá trình là kết thúc vào một pha điều chỉnh, thì có thể BLX sẽ là một cổ phiếu mà nó sẽ cho tín hiệu dẫn sóng ở trong một cái nhịp tiếp theo của dòng dầu khí ha. Đấy, thì chị hãy quan tâm nhưng mà cổ phiếu như thế này, bao hiện tại có hàng nắm giữ được này, đang tích lũy lại này đó. BVD cũng khá ha, đem cho những nhịp mà nó chỉnh vừa đủ à, và nó có những xu hướng mà nó tích lũy lại, tích lũy này, nổ này, tích lũy này, nhịp hai, thì ông mở cái nhịp mà tích lũy số 2 như thế này ấy, Hường sẽ nổ vượt những vùng kháng cự định trước nha. Đấy, tương tự như thế, đó với một mã cổ phiếu là BVS. BVS mà cổ phiếu mà giá đẹp hơn rất là nhiều, mà nó có thể là đẹp nhất cái dòng dầu khí à, trong những cái nhịp mà tiếp theo. Nó có đen 2 4 4 phiên tích lũy. 4 phiên tích lũy này với những cái vùng khối lượng cực kỳ thấp. Đó, nó cho thấy những cái lực cung của nhà đầu tư ấy, không còn nhiều. Ai chốt lại ấy, thì cũng đã chốt. Đó. Và những cái vùng như thế này, những cái vùng mà tổ chức họ đang thu mua này, những lượng hàng nha. Hôm nay là một phiên no supply này, một phiên kiểm tra lượng cung cầu, thì ngày mai chỉ cần một phiên test cung thôi với lượng thấp thôi. Thì anh chị mình hãy quan sát và vào hàng những mã này. Thì những mã cổ phiếu như là BVS ấy, quanh những vùng 24
thì em cho là những cái điểm mua mà nó rất là phù hợp để cho anh chị mình vào nha. Có những dòng mà nó chỉnh là phải mua, hoặc là có những dòng nó chỉnh mà nó phân phối là phải bán nha. Tuy nhiên đối với dòng dầu khí chỉnh tích lũy lại sẽ là những cái cơ hội chuyến tàu sau dành cho những chị nào chưa có hàng ha, hãy quan tâm những mã này. Tiếp theo ấy là về dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì em sẽ review qua những mặt cổ phiếu nào mà nó đẹp thôi ha. Cổ phiếu đẹp nhất dòng chứng khoán hiện tại em đánh giá là con SHF. SHF thì nhìn chung nó vẫn đang trong những nhịp tích lũy rất là lâu rồi này. Thì ngày hôm nay là phiên tích cung này, ai quan tâm mua mua hãy vào mua cổ phiếu SHF. Phiên tích cung rất là đẹp với lượng thấp, thì ngày mai rất có thể là một cái phiên mà nó bùng nổ. Điểm bùng nổ của SHF sẽ lên là những vùng 32 ha anh chị ha. Hãy quan tâm những mặt cổ phiếu SHF. Muốn mua hãy mua những mã này, nhưng mà cổ phiếu mà nó đang trong những quá trình tích lũy nền thì hãy mua, việc gì phải lao vào tham gia nhưng mà cổ phiếu mua đuổi đúng không? SSI cũng là một cổ phiếu tương đối ok, nếu tham gia hãy vào tham gia những mặt cổ phiếu như thế này anh chị ha. Đấy, VND hiện tại cho tích lũy lại. VCI ngày hôm nay tụi em đã chốt rồi này, cổ phiếu gặp những khoảng cửa đỉnh trước này tụi em chốt này. Đó, trước đó là mặt cái gáp này anh chị hãy quan tâm về những cái gáp như thế này nha. Đó, có những mã bùng nổ tới ba về chúng ta chốt lại và chúng ta đảo, chúng ta đánh những mặt cổ phiếu đang tích lũy như thế này. Thì thường tích lũy mà nó đạt những vùng tích lũy về cung cầu ấy, tổ chức họ gom đủ cái lượng hẹn thì họ sẽ đánh lên thôi đúng không? Đó, hãy quan tâm những mã này nha. Tiếp theo là cái dòng cổ phiếu, dòng phân bón và dòng thép đi ha. Thì dòng phân bón thì chúng ta sẽ chưa quan tâm lại đâu, bởi vì nó chạy rồi này, phải chờ tích lũy thêm sau chúng ta đánh ha. Hiện tại đang tích lũy, chúng ta quan tâm hơn ấy đó là cái dòng thép. Thì dòng thép các anh chị mình thấy đếm xem, BHR tích lũy được 2, 4, 6, 8, 10, 11 phiên. Thì BHR tích lũy được 11 phiên với những yếu tố kiệt về cung, thì ai chưa có hàng hãy canh vào lấy. Còn đối với mặt hàng của em ấy, bây giờ tụi em đang cầm một bụng hàng của HBR rồi, chờ nổ rồi đó. Tụi những cái vùng như thế này, những cái vùng mà tụi em đã tham gia rất là nhiều rồi, và hiện tại tụi em đang lại cổ phiếu này, tại vì tụi em mua điểm mua, tụi em mua từ những vùng dưới đây mà, những vùng 43 ấy đó. Nên đây chốt một phần này, chỉnh là cover này, hiện tại đang trong những vùng mà chúng ta còn những cái lượng hàng nắm hàng chờ bùng nổ, đó là cổ phiếu của dòng thép ha. Đấy, và thực sự trong năm nay ấy, cái dòng mà nó đạt rất là tốt và yếu tố cơ bản ấy, đó là dòng thép anh chị. Dòng thép nó được hưởng lợi rất là nhiều. Thứ nhất là về cái nhu cầu của dòng thép ở Trung Quốc nó đang rất là lớn. Khi mà cái lượng cầu ấy mà nó lớn, cái lượng lớn cái lượng cung ấy, thì cái giá thép hiện tại đang tăng phi mã. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai ấy, là trong nước hiện tại đang đẩy mạnh cái vấn đề mà giải ngân đầu tư công. Thì công khư mà giải ngân đầu tư công ấy, nó sẽ làm cho những cái nguyên vật liệu xây dựng cũng như là đặc biệt là thép ấy, nó sẽ tăng rất là nhiều, bởi vì cái nhu cầu trong nước cũng đang rất lớn, cũng như là nhu cầu ngoài nước cũng đang rất lớn. Thì như thế những doanh nghiệp mà về thép ấy, mà đặc biệt là những mặt phiếu trụ và tập đoàn như là Hòa Phát ấy, đó, thì cái dư địa mà bứt phá trong năm nay của nó sẽ rất là lớn. Thêm vào đó là những yếu tố mà phân tích ấy, hiện tại nó đang có những quá trình mà nó tích lũy kiệt về cung như thế này ấy, nó sẽ rất là đẹp, mà nó sẽ đồng thuận với yếu tố mà thị trường chung sẽ vượt 1.200, thì mã này sẽ là mặt cổ phiếu dẫn dắt ha. Và anh chị thấy những nhịp mà điều chỉnh ấy, anh chị thấy được cái sức khỏe của dòng thép nó mạnh như thế nào, anh chị cũng biết đúng không? Đặc biệt là HBG hôm 16 thị trường chung rung lắc nhẹ, nhưng mà này nó không có rung lắc bao nhiêu cả, ngược lại nó có những lực mua quá lớn. Tương tự với HBG, đó là HSG đó, trong những quá trình đang tích lũy kiệt về cung, và hiện tại đang bao nhiêu phiên tích lũy à? 2, 4, 6, 8, 10, 12 phiên tích lũy đối với những mặt cổ phiếu HSG ha. Nam Kim cũng tương tự, 2, 4, 5 phiên tích lũy với những yếu tố kiệt về cung, và những mặt cổ phiếu Nam Kim ấy, thì nó chạy nhanh hơn bởi vì cái giá của nó thấp và cái lực cầu nó vào rất là dễ. Thì ba mã cổ phiếu dòng thép anh chị mình nên có một mã cổ phiếu trong danh mục của mình, đó là cái kiến nghị của em đó. Mã nào mua cũng được cả đó, tùy theo cái sở thích anh chị mình thôi. Mà thích chữ N đứng trước ấy, thì mua Nam Kim, thích chữ H đứng trước ấy, và chữ G đứng cuối ấy, thì mua HSG, và chữ S đứng giữa ấy, thì mua HSG đúng không, thích chữ H đứng cuối, chữ H đứng đầu ấy, hoặc thì mua HBG đó, tùy theo cái sở thích chị mình thôi. Còn đối với em thấy mã nào cũng đẹp hết á. Đấy, đó là những cái vấn đề mà em chia sẻ cho anh chị mình ha. Hoặc danh mục bây giờ ấy, ít nhất là phải nắm một mã cổ phiếu dòng thép này, dòng dầu khí này, một mã dòng ngân hàng, thì như thế sẽ tối ưu hơn rất là nhiều ha. Đó, tiếp theo em đi nói về cái dòng bán lẻ. Thì dòng bán lẻ là một cái dòng cổ phiếu trụ ngày hôm nay nó đã neo và nó giữ lại cái điểm số của thị trường chung cực kỳ tốt. Đầu tiên ấy, chúng ta phải nói về MVKG. Thì MVKG là một mã cổ phiếu nó rất là đẹp nha anh chị. Thì ở đây em sẽ chưa tiện chia sẻ quá nhiều, nhưng đây là một cổ phiếu tích lũy nền số 3. Thì không cần tích lũy nền số 3 ấy, dũ hồi phục tích lũy lại sẽ bước vào những quá trình mà chị nước rút đó. Anh em chỉ nói sơ lược chút như thế, còn khi nào mà nó đạt về những điểm mua ấy, thì anh chị mình cứ xem video. Hiện tại cứ để cho nó hồi phục đi đó, chúng ta chưa vội tham gia quá sớm một cổ phiếu ha. Và hiện tại ngày hôm nay là một cái phim mà nó tăng giá, nó neo và nó giữ lại cái điểm số về trường chung cực kỳ tốt của cổ phiếu là MVKG ha. Đấy, Masan cũng tương tự như thế này,
mà cổ phiếu ngày hôm nay nó neo lại cái điểm số thị trường chung rất tốt mà, vì đây là cổ phiếu trụ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến điểm số thị trường chung. Binz cũng thế, Binz ngày nay chỉ cũng tức à, nhưng mà những cái khối lượng như thế này nó sẽ chưa đạt lắm à, thì cổ phiếu này phải cần tích lũy lại. FPT ngày hôm nay bị bán ngược cho anh chị, nó gặp những áp lực bán ngược thì ông thường, nhưng mà này nó phải tích lũy thêm. Thì chị thấy cái cổ phiếu dùng bán lẻ nó cũng đang hoạt động tương đối tốt, nhưng chúng ta phải chờ và chúng ta phải cho nó tích lũy thêm. Đầu tư ấy là một quá trình kinh gặp, anh chị mình cứ để cho cổ phiếu nó đạt vào những kỹ thuật ấy và điểm mua ấy, thì chúng ta hãy mua. Còn ở đây chúng ta phải phân tích bởi một phiên hôm nay thì cái dòng bán lẻ nó có những tín hiệu rất tốt ha. DGDUB thì ông tăng trần, ông này ông tăng hoài em cũng chịu rồi, em cũng không biết nói gì nhiều á. Tiếp theo là về cái dòng của dòng Vin thì có VRE là một cổ phiếu anh chị mình hãy quan tâm. Nếu muốn mua hãy vào mua cổ phiếu của VRE. Đây là một cái phiên test cung này, hôm qua hôm thứ sáu ấy cũng là một phiên test cung, với những khối lượng khắp nháy này cổ phiếu nó rất là dễ bùng nổ nha. Bây giờ anh chị mình canh mua trước đi, hàng T3 về điểm rơi phiên bùng nổ chúng ta chốt luôn. Đó là kỹ thuật mà em đưa cho hệ thống khách hàng của em đánh. Và trong room em ấy ngày hôm nay cũng cho mua VRE mà, đây này đó, VRE này mọi người vào đánh này, đó tới cộng 3 này đem tích lũy kỳ cung này, mua ăn chờ cây nổ này. Đó mẫu hình tương tự VCI và THB, vì đây là mẫu hình tích lũy kênh giữa, thì mẫu hình tích lũy kênh giữa ấy sẽ chạy hơi chậm so với nhiều mặt cổ phiếu khác, nhưng mà cái sức độ bùng nổ của nó là có nha anh chị. Cứ tích lũy cạn cung mà sẽ nổ, nhưng mà kênh giữa thì nó sẽ gặp những áp lực bán thôi, nhưng mà chúng ta cứ kỳ vọng thôi, kỳ vọng một cái nhịp mà nó nổ tới bao về chúng ta đạt những biên lợi nhuận 6-7% chúng ta bán. Đó chị thấy THB không, tích lũy kênh giữa này nhưng mà vẫn tăng 15%, thì không thường nó có hai xác suất tích lũy nền trên ấy, thì quá trình tăng nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà tích lũy nền giữa thì gặp những áp lực bán như thế này. Ở VCI này chị thấy không, đó tương tự như những mô hình của cổ phiếu tích lũy nền giữa này này, thì VRE cũng tương tự, em kỳ vọng là nó là một cổ phiếu nó sẽ dẫn dắt và nó tăng điểm ở trong những nhịp tiếp theo à. Chứ chúng ta cứ kỳ vọng nó sẽ lên là những vùng 37-38 thì chúng ta chốt lại đi ha. Và hiện tại đang tích lũy kiệt cung lắm rồi, những cái này mà chị không mua thì là hơi uổng à. Khi mà nó tăng thì đừng có hỏi em vì sao mà lại tham gia ha. Đó thì cái video ngày hôm nay thì em cũng phân tích sơ lược với chị như thế ha. Những mã nào cần mua thì em cũng đã báo, những mã nào không nên mua thì em cũng đã báo, cái vận động thị trường ra sao ấy thì em cũng đã nói đó. Anh chị đừng quan tâm ấy thì mình coi về không có thằng biết của em sẽ hỗ trợ chị mình trong những cái quá trình đầu tư tiếp theo ha. Còn nếu như anh chị nào muốn tham gia vào cái khóa học ấy thì mình có thể liên hệ cho em luôn, tại vì hiện tại em đang trong những quá trình mà em thu học viên cho cái khóa học tháng 4 nha. Đấy thì cũng cảm ơn chị mình rất nhiều à. Nếu mà chị mình thấy những cái video của em hay ấy, thì mình có thể chia sẻ là những cái diễn đàn, những cái kênh đầu tư để cho mọi người cùng nhau biết đến nó rộng rãi, cho cái quá trình đầu tư của chị mình ấy, nó trở nên tốt hơn à. Hẹn gặp lại anh chị mình ở trong những video sau ha. Xin chào cả nhà.